Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đây là một tin tốt và là một thành tựu đáng kể mà thế giới đạt được trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, hơn 3 phần tư trong số những người được tiêm chủng là ở 10 quốc gia, chiếm gần 60% GDP toàn cầu. Do đó, ông kêu gọi các quốc gia đã tiêm chủng cho những nhóm nguy cơ cao chia sẻ vaccine với những nước khác. Đây sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ phần dân số còn lại của chính những nước này. Bởi thời gian tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất càng lâu thì càng tạo ra cơ hội cho virus đột biến và giảm hiệu quả của vaccine. Thế giới hiện ghi nhận hơn 105 triệu 900 nghìn ca mắc và hơn 2 triệu 300 nghìn ca tử vong do COVID-19.